Ê, xin chào bạn, đây nào bạn. Con tôm càng xanh 3,5 lạng. Bự chà bá luôn các bạn. Bự chà bá. Đây, đây nè, một gang tay của mình nè. Một gang tay người lớn nha. Của mình đó. Tới nè, chưa hết cái đầu nữa nè. Đó, các bạn nhìn cái càng đó nè. Wow. Đó. Chạy thòn luôn. À, để mình ba lại cầm ba. Kệ ba cầm cái à. Ở trần. Dạ ba. Ở cái càng đó nè. Ba đâu ba dám cầm hai cái càng và ba vô lên đi giang ngang nè. Nó kẹp một phát là đi luôn á. Quá trời càng nè bạn. Đó. Trời ơi, này còn nửa mét hả ba? Ừ, hơn nữa. Hơn nửa mét luôn á. Chà bá lửa luôn. Tôm này mà ăn sashimi là sướng luôn. Đây chút bữa mình hấp cho ba mình. Nãy ăn con gạch 7,5 thì ba mình ngủ. Rồi, để xuống ba, Trời ơi. Cái này hơi 3 tấc nè. 4 tấc luôn. 4 tấc không? Đó, còn cả mét đó các bạn. Nếu mà tính nha. Nếu mà tính là khoảng 1 mét đó. Tám tấc, bảy tấc mấy, 8 tấc các bạn. Rồi, kinh khủng. Wow. Này tôm càng thiên nhiên các bạn. Nhảy từng từng luôn. Để nó chúc mình hấp cho ba mình. Mình quay review cho các bạn. À, nó kẹp đó ba. Thịt không ở trong đây nè. Mình hấp xong rồi nè các bạn. Con Ken xuất hiện. Ken nó mới ngủ trưa vậy. Dài. Ngồi xuống Ken, ngồi xuống, con ngồi xuống Ken, con ngồi xuống, con ngồi xuống. Càng. Giờ. Cái gì cái này nè? Cái càng. Cái này nè. Cái rồng á con, rồng nó bám vô. Rồng nó bám vô. Rồi để giờ ba mình xé nó ra các bạn. Các bạn. Con Mi bữa nay bệnh. Rồi để cậu ấy cho cái càng nè, để cái càng ra. Con bẻ ra thịt ở trong qua. Ui à, dạ. Đau. Ui da đau quá, đau quá. Cái gà nó đầm. Rồi đầm đau quá. Ui da, gai không? Nó dài thòn nè, để cậu tách ra cho ăn. Cái gai không? Ây da. Không được đâu. Để con cắn cái thịt ra cho nó ăn. Ủa cái này nè, cầm cái gì nè. Cái đầy thịt luôn nè. Trời ơi, chắc mẩm luôn ba. Chắc mẩm luôn các bạn. Để cậu xé thịt ra cho anh Huy. Ủa cháu có cái nốt cái gì vậy? Con tôm càng xanh các bạn để ý là con nào nó cũng cái càng nó bám rong rêu nè. Ba ăn thịt trong đi, để con xé cả người nhà ăn. Ôi, nó chảy cái gì ra nè ba. Rồi, gạch giang các bạn, gạch giang. Thôi, gạch giang. Quay. Rồi, gạch giang. Để cận quay cận lên, để ba, để. Nó gạch giang nè, nó béo, nó chảy xuống cái càng luôn các bạn. Nãy mình nè, chảy xuống cái càng nè. Rớt xuống đây nè. Thì mình thấy cái gì? Ba mình ở ra gạch giang trời luôn. Quá trời luôn. Đây này, còn cái này mình tách ra đây nè. Đó. Rồi đó ba. Con đem cái kéo ba. Nó bự quá vậy. Nè má. Quá cái càng ra đó. Cái càng này. Nè Nam, Quy. Chắc. Cái này không có mặn. Huy hôm bữa nó ăn con King Crab nó nói mặn chát vậy. Không ngon gì đâu. Ba mình lột ra nè các bạn. Để chút nữa cậu gỡ ra cho, để cậu quay ba ông ngoại đó. Trời ơi. Trời quá. Cục nè các bạn. Quá trời. Trời ơi.
cái này nó ăn dai thôi rồi luôn á, ha ba. Cục nè, nè ba, nó cắt nhỏ để cho tụi nó ăn. Còn cái đầu gạch này các bạn, trời ơi, nó vàng mà nó váng mỡ luôn ba. Rất kìa. Đã. Hôm dễ sợ không? Cô ăn này không phải ra nè. Cái gạch này nó béo thôi rồi luôn á. Quy đi đâu vậy? Quy lên lấy ấy. Ken nè Ken. Ủa Quy đi đâu vậy? Quy đi lấy nước uống nè. Nè ông ngoại đút kìa, đây cậu gỡ ra cho. Đâu. Cậu gỡ mấy cái này ra cho, cậu gỡ cái càng ra cho. Lấy đi. Đây nè, cậu gỡ cái càng này ra cho nè. Nha. Tắt cái càng ra cho tụi nó. Mất cơm rồi. Ăn đi. Đây các bạn. Ôi trời ướt. Nó đâu có nước mặn mình đây. Ừ. Nó mở ra đi. Đâu có mặn mà của tụi nó mặn quá. Đây thầy các bạn. Ăn đi Ken. Ăn đi Ken. Quá đã hả bà? Đã gì đấy con này? Anh ngồi lên. Gạch nó chảy xuống vô cái càng luôn ba. Ngay càng. Nè. Đây nè. Cậu ấy ra chưa? Có con nữa. Từ từ hai đứa. Cái này nè, gạch các bạn nhìn thấy ngay chỗ cái khớp chân nó mà cũng có nó gạch nó chảy tràn xuống nè. Quá thằng gạch luôn. Nó có bự quá. Nè. Mở cho mama mấy vậy? Mở rồi, con ăn nè. Cái da nữa luôn kìa. Ăn này không? Rồi ba cắt cái ấy ra cho tụi nó ba. Béo quá béo. Cái gạch nó béo quá béo luôn ba. Cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cho ba nữa ha, cái ba nữa. Nè, để cậu tắt ra cho. Còn ở bên kia rồi. Wow. Rút ra. Cắm rồi bà. Đây, đây từ 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 từ. Nè, Huy. Cho ăn nữa. Đây cậu gỡ nè. Cắn cho tụi nhỏ ăn. Nãy ăn con cua gạch là ngán rồi. Đá các bạn như là nè rút ra nè. Em. Quá béo luôn hả bạn? Này nè, gạch không rồi ba. Con ăn hết rồi. Ăn xong rồi hả? Vô hả? Ăn nữa hả? Chắc nó ngán rồi. Nè, con ấy chắc nó cho nó ăn cục rồi, nó ăn chắc ngán luôn đó ba. Ăn này ha. Ăn nào ấy ra miếng ha. Đó nó. Không ăn luôn hả? Rồi 1/3 xử hết. Xử hết tôm mới đi. Ta làm cái đầu. Rồi chắc con cắt cho con miếng thử con ăn coi.
miếng thôi, ba cắt cho con miếng thôi, một miếng thôi à, miếng thôi, ít xỉn thôi. Ừ đúng rồi, rồi để cho má đi, còn rớt nhảy còn sống, thật là trắng ngần luôn nè bạn. Cái đầu là tinh túy của con tôm ba. Cái thành phố á, vô nhà hàng ăn ám làm ăn tôm sống là cái đầu họ rang muối. Nó đâu có mở để quay xe. Ba trăm năm mươi gram vậy là một ký ba con. Con này 350 gram đúng luôn. Ký ba con mà. Thế là một người ăn một con dừa ha. Ừ. Ba ăn miếng đi. Để cho má ăn miếng. Ừ. Râu nè. Con tôm này đặc biệt nó có 8-6 cái râu các bạn. Nam ăn Nam về thôi, cho Nam cắt ra cho Nam miếng. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Cắt cho cậu ấy, cho hàng nhóc ăn hết rồi. Dạ ông Nam. Dạ ngắt ha. Còn sống nhảy tưng tưng mà. Hết rồi ba. Con này ăn chỉ không có bỏ cái gì hết trơn á. Ở dưới còn con cua gạch đó Nam. Đã chừa trong ngoài đó. Nam chắc cũng không ăn nổi, giờ thấy cua đã ngán rồi bạn. Con còn nãy con ăn nửa con rồi. Con nó 700 gram. Rồi các bạn. Ăn xong rồi, giờ tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn bấm nút subscribe để ủng hộ mình ha. Nha các bạn ha. Rồi tạm biệt các bạn. Thì ba mình ăn xong rồi, ba mình tạm biệt luôn. Rồi, xong. Không, hẹn gặp lại lần sau. Rồi, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye bà. Tay bà dính nè, dính gạch nè. Đây nè, tay nè. Gạch dính nè. Dính gạch đổ quét hết đại bạn. Ừ, quá trời rồi.